Các chú giải thường được thêm vào sau khi Đức Phật Niết Bàn một thời gian, thậm chí là rất lâu. Làm sao chúng con dám chắc những chú giải đó là chính xác? Những gì Đức Thế Tôn muốn nói tới, nó có thể được chú giải theo quan điểm cá nhân của người chú giải, và cũng không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các vị chú giải ấy đã đạt thánh quả A-la-hán và viết các chú giải để hiểu trọn vẹn lời Đức Phật. Có những vấn đề như thế này nè. Làm sao quý vị dám khẳng định rằng chú giải thường được thêm vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn một thời gian, thậm chí rất lâu? Dựa vào đâu? Có bằng chứng không? Cái vấn đề của khi mà chúng ta nói thì chúng ta nên có bằng chứng cụ thể, chứ không phải là mình suy diễn. Có rất nhiều những vị đó hoài nghi về chú giải. Nhưng mà sư có những câu hỏi như thế này nè. Thứ nhất là chúng ta không có bằng chứng để chứng minh là chú giải sai. Chúng ta có thể học cái phương pháp mà Đức Phật đã nói ở trong bài kinh Kalama. Tức là mình không có vội tin, cũng không phải bác bỏ, nhưng mà hãy dùng trí để suy xét, để xem coi chú giải đúng hay sai. Những cái chú giải của bài kinh đó mình nên xem xét là đúng hay sai. Còn về phần luận sư Bút Thá Gô Xá đó, thì nên làm rõ một vấn đề như thế này. Là Ngài Bút Thá Gô Xá, Ngài chỉ chịu trách nhiệm là Ngài phiên dịch lại chú giải từ Tích Lan, chứ Ngài không sáng tác ra chú giải. Ngài chỉ là một vị phiên dịch, chứ Ngài không sáng tác. Nhớ dùm chuyện đó. Hai cái đó là hai cái khác nhau. Cho nên có những điểm mà chúng ta thấy là cái cách hành văn á, gọi là cái cách hành văn nó không có giống cách hành văn của Đức Phật, thì nó cũng là điều dễ hiểu. Tại vì quý vị nên nhớ chú giải là được dịch từ tiếng Tích Lan sang tiếng Pali. Còn nguồn gốc của chú giải đó mà có ở Tích Lan á, là do Ngài Mahinda, khi mà Ngài đi qua Tích Lan á, Ngài đem cả chú giải qua, và sau đó những vị cao tăng ở Tích Lan đó mới dịch từ cái bản Bali, dịch từ Bali qua tiếng Tích Lan. Và vì nhiều lý do, có thể là lý do chính trị, lý do xã hội như thế nào đó, mà những cái bản Bali đó không còn trọn vẹn nữa. Cho nên Ngài Bút Thá Gô Xá, mà chúng ta giờ gọi là Ngài Phật Âm, Ngài mới dịch ngược trở lại từ tiếng Tích Lan sang Bali, chứ Ngài không sáng tác ra chú giải. Nhớ dùm chuyện này, đó là điểm quan trọng. Một điều nữa đó, nếu như chúng ta không bám vào chú giải, chúng ta bám vào đâu? Không lẽ bám vào những cái vị luận sư thời nay à? Rồi quý vị đã bao giờ nghe những cái vị luận sư thời nay đó giảng một bài kinh không dựa theo chú giải, và quý vị đối chiếu với chú giải, quý vị sẽ thấy nó khác nhau như thế nào? Và khi hai quan điểm khác nhau như thế, quý vị lựa chọn tin ai? Khi đó nó không còn quan hệ đến cái chuyện là cái người quý vị nghe nó nổi tiếng hay không nổi tiếng, giỏi hay không giỏi, thậm chí là tiến sĩ, giáo sư, kỹ sư gì sư không cần biết. Nhưng mà hãy đem ra phân tích coi là cái lời dạy, hai cái lời dạy nào nó hợp lý hơn. Đấy. Cho nên quý vị sẽ thấy được cái điểm khác biệt rất là lớn của một người đọc kinh bằng tiếng Việt
với một vị đọc kinh bằng tiếng Bali, cái sự hiểu, cái sự thẩm thấu họ rất là khác. Cái thứ nhất, cái thứ hai, quý vị sẽ thấy được cái điểm khác biệt giữa cái người đọc kinh mà không có chú giải với cái người đọc kinh có chú giải. Cái người đọc kinh có chú giải họ sẽ hiểu sâu hơn, họ hiểu sâu hơn. Còn muốn biết đúng hay sai thì làm ơn đọc đi, đọc đi rồi mới biết nó đúng hay sai. Chứ còn bây giờ mình ngồi đó đọc thì không đọc, đọc thì không đọc, mình ngồi đó mình phán. Thì tôi xin thưa, phán thì ai phán cũng được, cạo bàn phím ai cạo cũng được hết. Nhưng cái quan trọng sư nói như thế này, mỗi một người trong số chúng ta chịu trách nhiệm cho chính tin hay không tin một điều gì đó cũng là một sự lựa chọn, và chúng ta phải dùng cái trí tuệ của chúng ta để chúng ta suy xét, đừng để người khác dắt mũi theo. Ngay cả lời dạy của Đức Thế Tôn, Ngài còn nói là không nên vội tin cũng không nên vội bác bỏ, hãy suy tư, hãy hành trì, nếu đúng nó đem lại an lạc thì hãy áp dụng. Đấy. Chứ còn một số vị mà không theo chú giải đó, sư thấy sư rất là e ngại những vị đó, bởi vì khi những vị đó giảng mà nói về chánh pháp, sư không hiểu các vị ấy căn cứ vào đâu. Thứ nhất, các vị ấy căn cứ vào cái hiểu tiếng Việt của các vị ấy trong các bản dịch Việt hay sao? Cái thứ hai á, là nếu như các vị ấy đọc được Pali á, thì không lẽ là bây giờ mình tự mình suy diễn, và cái trí tuệ của mình á, thì đến đâu mình đã chứng đắc A-la-hán hay chưa? Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Khả năng của mình thì cũng không được như các bậc mà đã làm ra chú giải, mà mình lại muốn bác bỏ chú giải.